Những nghệ sĩ phải thay bạn đời xin lỗi, vì si căng đan ngoại tình. Chuyện tình cảm của nghệ sĩ rất được công chúng quan tâm, nếu dính si căng đan có thể hủy cả sự nghiệp, nhiều nghệ sĩ sau khi ngoại tình phải nhờ đối phương lên tiếng chấn an dư luận. Gần đây, vụ ngoại tình của nam diễn viên Masahiro Higasai với nữ diễn viên trẻ Erika Karata gây chấn động, dư luận Nhật Bản, Higasai sau đó phải lên tiếng xin lỗi vợ, và người hâm mộ. Nam diễn viên và vợ hiện, đã ly thân, nhưng anh mong muốn, được chuộc lại lỗi lầm, quay về với vợ con, đáng trách hơn là Masahiro Higasai ngoại tình lúc vợ, đang mang thai con thứ ba còn đối tượng của anh. Erika Karata, khi đó mới chỉ 19 tuổi, vẫn là tuổi vị thành niên. Shikandan, đã, khiến sự nghiệp của Masahiro Higasai rơi, vào bế tắc phim của tài tử 32 tuổi bị khán giả tẩy chay và yêu cầu gỡ bỏ khỏi kênh truyền hình. Bên cạnh đó, Masahiro Higasai bị bốn nhà quảng cáo xóa bỏ tên khỏi các chiến dịch tuyên truyền. Nam diễn viên phải bồi thường số tiền lên tới 600 triệu yên khoảng hơn 5,5 triệu đô la. Khi ông xã có nguy cơ bị đuổi ra khỏi làng giải trí. Nữ diễn viên hàng đầu Nhật Bản En Watanabe con gái của tài tử nổi tiếng Ken Watanabe. Đã phải mất mặt xin lỗi truyền thông và công chúng, vì những lùm xùm, ầm ĩ suốt thời gian qua của gia đình, En mong muốn truyền thông hãy ngừng khai thác, và làm phiền tới cuộc sống riêng của cô, vì sợ ảnh hưởng tới ba đứa con nhỏ, hành động của nữ diễn viên, được cho là, đang xoa dịu dư luận giúp chồng. Cũng trong hoàn cảnh tương tự, tháng 4 năm 2019, sự kiện an tâm ăn vụng gây chấn động làng giải trí hoa ngữ, trong đó, Á hậu Hong Kong Huỳnh Tâm Dĩnh phản bội Mã Quốc Minh. Lén lút có quan hệ với nam ca sĩ Hứa Chí An, là chồng của diva Trịnh Tú Văn, hành vi ngoại tình làm tổn thương hai nghệ sĩ. Được yêu mến bậc nhất tại Hong Kong của Huỳnh Tâm Dĩnh, khiến công chúng vô cùng phẫn nộ. Sau khi xì si căng đan nổ ra, Huỳnh Tâm Dĩnh bị đuổi khỏi làng giải trí phải trốn sang Mỹ với lý do đi du học để tránh sóng gió. Tại Hong Kong, Mã Quốc Minh khẳng định anh không hận bạn gái cũ, vẫn mong cô có tương lai tốt đẹp. Chính thái độ của Mã Quốc Minh đã làm dịu đi cơn giận dữ của dư luận. Đến tháng 12 năm 2019, Huỳnh Tâm Dĩnh trở về quê nhà, bày tỏ mong muốn tiếp tục được đóng phim. Trịnh Tú Văn cũng có động thái tha thứ cho hứa Chí An. Nữ diễn viên có tiền sử trầm cảm, và không nỡ buông bỏ mối tình nhiều năm với ông xã, được vợ tha thứ, hứa Chí An thể hiện sự hối hận sâu sắc luôn tháp tùng bên Trịnh Tú Văn. Tháng 11 năm 2011, Trần Hạo Dân, và Mã Đức Trung hứng chịu sự giận dữ của công chúng khi bị chụp. Được khoảnh khắc sàm sỡ Trần Gia Hằng khi đó chỉ mới 19 tuổi, dù cho cô tỏ ra khó chịu, lúc này, vợ của Trần Hạo Dân là tưởng lệ xa, đang mang thai sắp đến ngày sinh nở, điều này, khiến nam diễn viên bị chỉ trích thậm tệ. Khi xì căng đan nổ ra, Trần Hạo Dân lúc đầu biện bạch rằng anh chỉ đang an ủi nữ diễn viên trẻ, nam diễn viên bị chỉ trích, vì đã ngoại tình còn nói dối. Khiến cho hai vợ chồng phải mở họp báo xin lỗi công chúng, và người hâm mộ, tưởng lệ xa mang bụng bầu khóc nức mở mong khán giả tha thứ cho chồng mình, hiện tại, cặp đôi hạnh phúc với bốn đứa con. Năm 2014, công chúng Trung Quốc chấn động khi loạt ảnh ngoại tình của nam diễn viên Văn Trương và mỹ nhân Tân Hồng Lâu Mộng Diêu Địch bị đăng tải vợ của Văn Trương là nữ diễn viên Mã Y Lợi khi đó. Đang mang thai con gái thứ hai, vì vậy tội lỗi của Văn Trương càng nặng nề hơn. Sau đó, nam diễn viên phải lên tiếng xin lỗi vợ. Và người hâm mộ, hối hận, vì, đã phụ lòng gia đình, phụ lòng hai tiếng cha, chồng, vì si căng đan. Sự nghiệp của Văn Trương tụt dốc nghiêm trọng. Anh luôn bị xếp trong danh sách những người chồng tệ bạc nhất làng giải trí hoa ngữ. Dù Mã Y Lợi bày tỏ, đã tha thứ cho chồng. Văn Trương chuộc lỗi bằng cách tổ chức lễ cầu hôn Mã Y Lợi. Nam diễn viên sống kín tiếng hơn, chăm lo cho gia đình. Nhưng đến tháng 7 năm 2019, cặp đôi tuyên bố ly hôn sau 11 năm chung sống. Hãy đóng góp ý kiến của bạn ở dưới phần bình luận của video nhé. Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi, xin hãy cho một lượt thích, chia sẻ và đừng quên bấm nút theo dõi kênh xin chào và hẹn gặp lại.